Xin lập quyển giảng nghĩa trang 25, đếm ngược hàng thứ sáu, từ đoạn thứ sáu bắt đầu xem. Hành nhân nếu đối với pháp môn vô thượng thậm thâm vi diệu này mà có thể sanh lòng tính giải, người này nhất định là thượng căn Như Lai từ trong chân thật huệ khai diễn pháp môn này, muốn ban cho chúng sanh chân thật chi lợi. Cho nên pháp môn này là phương tiện cứu cánh, phổ bị tam căn, phổ độ hiện tại và tương lai tất cả phàm ngu trược ác chúng sanh, tất đăng bỉ ngạn. Đoạn khai thị này vô cùng quan trọng. Năm xưa Đức Thế Tôn còn tại thế, suốt 49 năm tuyên thuyết tất cả kinh điển Đại Thừa như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Bát Nhã, đều gọi là pháp vô thượng thậm thâm. Ở trong rất nhiều kinh luận, rốt cuộc bộ kinh nào là vô thượng trong vô thượng, chân thật trong chân thật? Đây là chúng ta, những người học Phật, không thể không biết. Từ chân lý mà nói, pháp môn là bình đẳng, chỉ cần cái pháp môn này có thể thông đạt cứu cánh niết bàn thì cái pháp môn đó tức là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp. Vậy thì chúng ta biết được tất cả kinh Đại Thừa, sở hữu tất cả pháp tu của Đại Thừa cũng có thể đạt đến cái cảnh giới này. Nếu như trên căn tánh của chúng sanh mà nói thì là khác biệt, tuyệt đối không bình đẳng. Vậy thì căn tánh của chúng ta thì sao? Ở trong tất cả pháp môn, những pháp môn nào có thể thích hợp cho chúng ta, để cho chúng ta trong đời này có thể tu được thành tựu? Đây là chúng ta chọn pháp môn tu học là điều kiện đầu tiên. Tự mình tại trong đời này có thể thành tựu, mà những người nhận thức của tánh mình thì không nhiều. Phật Bồ Tát có đại trí, đại đức, đại năng, họ thấy được rõ ràng, thấy được minh bạch. Họ nói cho chúng ta biết, nhưng chúng ta nghe rồi cũng chưa chắc khởi lòng tin. Dĩ nhiên là chưa tin.
Bởi vì trong kinh có nói, nghiệp chướng của chúng ta tập khí sâu nặng, chẳng có trí huệ. Ở trong tất cả thậm thâm vô thượng pháp môn, Tịnh Tông là đệ nhất. Phần trước tôi cũng có trình bày qua cho quý vị rồi, cổ đại đức đã từng đem tất cả pháp môn làm một cuộc so sánh tường tận. Chúng tôi đã từng nhiều lần giảng phổ biến, đích thật chứng minh pháp môn Tịnh Tông là đệ nhất trong đệ nhất. Cho nên cổ đại đức nói pháp môn này là đại thừa của trong đại thừa, liễu nghĩa của trong liễu nghĩa. Tại vì sao? Ở phía trước vừa mới nói cái pháp môn này là chân thật chi tế, thì mới khai hóa hiển thị. Chân thật chi tế tức là chân như bản tánh, tức là trong kinh Hoa Nghiêm nói nhất chân pháp giới. Cho nên Tây phương thế giới là chân thật, cõi thế giới này của chúng ta là không chân thật. Từ chỗ nào thấy được không chân thật? Từ tất cả pháp đều là vô thường. Động vật, con người cũng là một trong động vật. Động vật có sanh già bệnh chết, là vô thường. Thực vật có sanh trụ dị diệt, khoáng vật, tinh cầu, hệ thái dương, hệ ngân hà đều có thành trụ hoại không. Vạn pháp là vô thường, có cái nào là chân thật đâu. Trong Phật pháp nói chân thật là vĩnh hằng không diệt, đó là chân thật. Cho nên cõi thế gian này của chúng ta, ở mười phương chư Phật sát độ, mười phương chư Phật sát độ cùng với báo độ của Thích Ca Mâu Ni Phật cũng gần như nhau, đều là có cái hiện tượng này, đều là vô thường. Chỉ có Tây phương Tịnh độ là chân thường. Chúng ta đọc kinh Vô Lượng Thọ, khi đọc đến 48 lời nguyện, ở cõi cực lạc chẳng những người là vô lượng thọ, thân thể của người vĩnh viễn không thay đổi, không có sanh già bệnh chết. Thực vật cũng không có sanh trụ dị diệt, đều là không sanh không diệt. Chúng tôi nói động vật và thực vật đều là không sanh không diệt, đều là chân thường. Cái hoàn cảnh của cõi cực lạc cũng là chân thường. Vì sao cõi cực lạc là chân thường? Vì là vô lượng thọ. Chúng ta là vô thường, thọ mạng ngắn ngủi, tức là báo độ đó của người ta là chân thật chi tế, khai hóa hiển thị. Còn cõi thế giới này của chúng ta là cái gì khai hóa hiển thị? Cõi này của chúng ta là do tám thức 51 tâm sở biến hiện ra cái thế giới này. Cho nên chúng ta thấy được tất cả sắc tướng và hình tướng, đó là tướng phần của A Lại Gia Thức, không phải tướng phần của chân như bản tánh. Tây phương cực lạc thế giới là tướng phần của chân như bản tánh.
Đây là trong kinh này nói được rất rõ ràng, rất thấu triệt. Chúng ta phải từ chỗ này mà thể hội. Tất cả người tu hành Đại Thừa đến sau cùng đều phải vào cõi Tịnh Độ. Đó mới là Vô Thượng Bồ Đề Niết Bàn, cứu cánh viên mãn, đều ở Tây Phương Cực Lạc thế giới tu chứng được. Đây là chúng tôi tại trong Kinh Hoa Nghiêm thấy được. Kể cả Ngài Văn Thù và Phổ Hiền đều cầu sanh Di Đà Tịnh Độ. Chứng minh sự thật là Phật tại trong kinh này nói từng chữ từng câu đều là chân như bản tánh hiển thị, chân thật chi tế, tức là chân như bản tánh. Cho nên nói nó là pháp tánh độ. Pháp tánh không sanh diệt, vĩnh viễn thường trụ, cho nên gọi là vô lượng thọ. Nhưng nếu tu học pháp môn khác thì phải trải qua thời kiếp rất dài. Nguyên nhân ở tại đâu? Là phải đoạn kiến tư phiền não, phải đoạn trần sa phiền não, phải đoạn vô minh phiền não. Đoạn phiền não phải có định công rất sâu, phải có trí huệ chân thật. Cách tu định này thì khó. Còn cái công phu tứ thiền bát định theo chúng ta thấy thì là rất phi thường. Người ta vừa ngồi xếp bằng, mặt quay vào vách thì liền nhập định. Có thể nhập một năm, hai năm cũng chưa xuất định. Cái định công này sâu. Cho dù định công có sâu thêm đi nữa cũng chỉ có thể sanh đến cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, không thể ra khỏi tam giới. Bậc A-la-hán đã đạt đến đệ cửu định, còn sâu hơn đệ bát định. Đạt đến đệ cửu định thì mới ra khỏi luân hồi, mới ra khỏi tam giới. Thì bạn mới biết được rất là khó khăn. Cho dù là thiền tông minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, ở phần trước cũng đã trình bày cho quý vị rồi, họ thành loại Phật đó, tức là trong thiên thai nói phần chứng đức Phật, không phải cố cánh viên mãn Phật. Từ phân chứng Phật để viên mãn đến viên mãn Phật hãy còn là rất xa xôi. Chúng tôi tại trong Kinh Đại Thừa thấy được Viên Giác Sơ Trụ Bồ Tát phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, tức là phân chứng Phật. Vô minh có 41 phẩm, chỉ mới phá một phẩm. Phải tu một cái A Tăng kỳ kiếp mới có thể phá 30 phẩm. Thì là đăng địa. Lại tu thêm một cái A Tăng kỳ kiếp, từ sơ địa tu đến thất địa, sau đó lại tu thêm một cái A Tăng kỳ kiếp, từ bát địa tu đến thập địa, tổng cộng ba đại A Tăng kỳ kiếp. Phải mất thời gian dài như thế, sau cùng hãy còn một phẩm vô minh, từ đẳng giác tu đến quả vị Phật.
Tuy rằng Phật chẳng nói, nếu chúng ta căn cứ theo lịch trình sự tu hành này mà suy đoán, đại khái đẳng giác Bồ Tát tu thành Phật, theo tôi nghĩ ít nhất cũng phải tu thêm một cái A Tăng kỳ kiếp. Cái thời gian này quá dài, quá dài. Còn vãng sanh đến tịnh độ thì là rất mau. Chúng ta từ trong kinh điển tỉ mỉ mà xem, có thể tính ra được sanh đến Tây Phương tịnh độ thành Phật khoảng chừng 3 kiếp đến 4 kiếp thì viên mãn, thì đã thành tựu. Bạn nghĩ xem, rất là mau. Cho nên tất cả chư Phật đều tán thán cái pháp môn này là đệ nhất. Pháp môn này đích thật là đệ nhất, thật thật tại tại là đệ nhất. Cho nên cái pháp môn này gọi là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp. Hành nhân tức là người tu hành, nếu chúng ta có thể đối với pháp môn này, cũng tức là ngày nay chúng tôi giảng tịnh độ tam kinh, ngũ kinh và pháp môn niệm Phật, mà có thể sanh lòng tính giải. Cái lòng tin này là chân tính. Điều lý giải này thật sự đã hiểu rõ, trong lòng không còn hoài nghi, bạn có thể tin, có thể lý giải. Đây cũng là lời của Tổ sư Đại Đức nói, người này nhất định là thượng căn, tức là ở phần trước Đại sư Liên Trì tại trong sớ sao có nói, cái pháp môn này là chuyên tiếp độ người thượng căn. Cho nên thượng căn của Tịnh Độ Tông cùng với thượng căn của Thiền Tông nói ý nghĩa thì khác nhau. Tịnh Độ Tông là đối với cái pháp môn này có thể tin, có thể giải, đây tức là người thượng căn. Tại vì sao? Vì cái pháp môn này là A-di-đà Phật và Thích Ca Mâu Ni Phật cùng tất cả chư Phật từ trong chân thật huệ vì chúng ta khai diễn ra. Ở trong khoảng giữa không có uốn khúc quanh co, trực tiếp mà nói thẳng cho chúng ta. Cho nên Tây Phương Cực Lạc thế giới y chánh trang nghiêm hoàn toàn là cảnh giới của trên quả địa Như Lai. Chính bởi vì là cảnh giới của trên quả địa, cho nên chính pháp giới chúng sanh tự nhờ lực lượng của mình thì không có cách nào tính giải được. Trên quả địa Như Lai thì chúng ta làm sao có thể thấy được? Cho nên có thể tin, có thể giải, nhất định là mình tự mình phải có thiện căn phước đức, nhân duyên vô cùng thâm hậu, hiện tiền thì được tất cả chư Phật Như Lai âm thầm gia trì, chúng ta mới có thể tin. Chúng ta mới có thể tin, mới có thể hiểu rõ. Phật vì chúng ta giới thiệu, vì chúng ta tuyên giảng, tức là đem sự lợi ích chân thật nhất cho chúng ta. Chúng ta có thể tin, có thể giải. Đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới, thật sự sanh khởi lòng hâm mộ, ngưỡng mộ, có nguyện vọng tha thiết,
Hy vọng ta có thể sanh đến cực lạc thế giới, thân cận A Di Đà Phật. Đây tức là sự lợi ích chân thật. Chư Phật cho chúng ta lợi ích chân thật thì chúng ta thật sự đã đạt được. Vả lại điều chân thật này tuyệt đối không hư giả, là trong tâm của bạn thật sự sẽ có cảm xúc. Vậy thì vì sao ngày nay chúng ta chẳng có cái cảm xúc này? Hình như niệm Phật chẳng được sự lợi ích chân thật này, chẳng có cảm giác như có được rất nhiều vàng và mỹ kim. Bạn chẳng có cái cảm xúc này, nguyên nhân ở tại đâu? Vì tính giải chưa đủ, chưa có trình độ đó. Nếu bạn thật sự đã tới rồi thì bạn sẽ có cái cảm giác chân thật này. Cái thế gian này tất cả sự vật đều là giả. Phàm là cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Suốt một đời, bất luận bạn sống trong thuận cảnh hoặc là nghịch cảnh, cũng là một giấc mộng. Trong Kinh Kim Cang có nói như mộng huyễn bào ảnh, một tí cũng không sai. Có cái nào là chân thật đâu? Phật Pháp Đại Thừa tuy có nói chân thật, cái chân thật đó bạn không đạt được. Bất luận tu học như thế nào vẫn cảm thấy rất là trống không, vẫn cảm thấy chẳng có chỗ nương tựa, tiền đồ là một bầu mờ mịt. Điều này những người tu hành ở trong cái cảnh giới như vậy thì làm sao có thể thành tựu? Đây không phải nói Pháp Đại Thừa không chân thật là vì quá khó khế nhập. Nếu không thể khế nhập thì bạn không thể đạt được sự lợi ích này. Nhưng cái pháp môn này dễ dàng khế nhập, bởi vì điều kiện của nó đơn giản, thật sự tin sâu, có nguyện vọng tha thiết thì được tất cả chư Phật Như Lai gia trì, thì cảm thọ được sự lợi ích này. Khi bạn cảm thọ được sự lợi ích chân thật này thì bạn đối với tất cả vạn pháp trên thế gian này tự nhiên cảm thấy nhạt nhẽo, không cần người khuyên bạn, tự nhiên nhiên nhìn thấy tất cả sự vật đều không đáng cho bạn lưu luyến. Người thế gian thí mạng đi tìm cầu ngũ dục lục trần danh văn lợi dưỡng, trong mắt của bạn không cần những thứ đó. Bạn không còn khởi tâm động niệm, vì bạn đã có được chân thật pháp lạc. Đây là trong Phật môn thường nói pháp hỷ sung mãn. Bạn đích thật đã đạt được. Tương lai bạn nhất định được vãng sanh. Cho nên đây là Phật cho chúng ta chân thật lợi ích, chúng ta có thể tiếp nhận được. Ngài cho chúng ta mà chúng ta tiếp nhận không được, thật là đáng tiếc. Quý vị đồng tu nhất định phải ghi nhớ, pháp môn càng cố kính, pháp môn càng viên mãn, nhất định là đơn giản dễ dàng. Muôn ngàn cho nên nghĩ rằng có lẽ pháp môn này càng cao, pháp môn này càng thâm thì càng khó tu học. Nếu bạn có cách nghĩ này thì là tương phản. Nếu nói pháp môn cứu cánh viên mãn mà không dễ dàng tu học thì làm sao gọi là cứu cánh viên mãn? Tất cả chúng sanh vốn tự thành Phật, cho nên đại pháp cứu cánh viên mãn nhất định có thể khiến cho tất cả chúng sanh rất dễ dàng tu học, rất dễ dàng chứng đắc.
thì mới gọi là cứu cánh chân thật. Cho nên nói pháp môn này là phương tiện cứu cánh. Ở trong sở hữu tất cả pháp môn, cái pháp môn này là phương tiện nhất, đơn giản nhất, dễ dàng nhất, vững vàng nhất, mau chóng nhất, thành tựu cao nhất. Cái đạo lý này, cái chân tướng sự thật này, những người có thể thể hội được thì không nhiều. Người mê thì tự mình tìm lấy cái khổ, đi tìm những pháp môn khó tu học, tự mình dày vò. Phổ bị tam căn, tam căn là căn khí, căn khí của thượng trung hạ. Trong thượng căn thì lên đến đẳng giác Bồ Tát, như trong hội Hoa Nghiêm ngài Văn Thù và Phổ Hiền. Dưới đến chúng sanh địa ngục A Tỳ là hạ hạ căn. Cho nên nói tam căn thì bao gồm tất cả. Cái pháp môn này của chúng ta gọi là bình đẳng đắc độ. Đây mới thật sự gọi là phương tiện cứu cánh. Không như những pháp môn khác, pháp đó độ chúng sanh không bình đẳng. Cái pháp môn này là bình đẳng đắc độ, là pháp bình đẳng. Phổ độ hiện tại và tương lai tất cả phàm ngu. Hiện tại là chỉ cho năm xưa Đức Thế Tôn, đó gọi là hiện tại. Còn tương lai là chỉ cho ngày nay chúng ta, tại trong Kinh Phật nói là tương lai. Mãi cho đến pháp vận của Phật diệt tận. Pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật có 12.000 năm. Lời của Phật nói tuyệt đối là chân thật, không hư dối. Hiện nay ngành truyền thông đã phát đạt, tin tức của mỗi một địa phương trên thế giới rất nhạy. Xưa kia chúng tôi hoàn toàn nghe không tới, hoàn toàn cũng không thấy. Hiện nay bất cứ lúc nào cũng có thể nghe tới, bất cứ lúc nào cũng có thể thấy được. Có rất nhiều dự ngôn của Đông Phương và Tây Phương đều nói rằng năm 1999 là thế giới ngày tận thế. Rất nhiều dự ngôn cũng là dự ngôn đến năm 2000, kế đến thì không có nữa. Nhưng tại trong Phật Pháp nói, pháp vận của Phật có 12.000 năm. Y theo lịch sử Trung Quốc ghi chép, năm nay là sau khi Phật diệt độ đã có 3.021 năm. Đời mạt pháp là có 10.000 năm, chỉ mới có hơn 1.000 năm. Đây là mới mở đầu 1.000 năm thứ hai. Ngày tháng phía sau hãy còn dài lâu, tuyệt đối không phải là ngày tận thế. Nhưng từ xưa đến nay cũng có cách nói như vậy. Chúng ta có thể khẳng định cái thế giới này tại trong thời kỳ này sẽ có xảy ra tai nạn rất lớn.
Điều này chúng ta có thể tin. Tại vì sao? Vì hiện nay các triệu chứng này chúng ta đã thấy được, điềm báo trước cũng đã thấy được sẽ có xảy ra tai nạn rất lớn. Cái tai nạn này nếu là tai nạn của tự nhiên, tức là vỏ trái đất có sự thay đổi, điều này rất là ghê gớm. Vỏ trái đất có sự thay đổi thì giống như ngày xưa nạn hồng thủy, có rất nhiều tảng băng ở vùng Nam Bắc Cực tan thành nước, thì mặt nước biển sẽ dâng lên cao. Như thành phố Đài Bắc của chúng ta có lẽ đều đã bị ngập hết. Vỏ trái đất đang thay đổi thì có động đất lớn, có lẽ cái bản đồ hình thế này cả thể đều sẽ thay đổi hết. Đây là chuyện có thể. Cho nên có rất nhiều người leo lên đến ngọn Hy Mã Lạp Sơn. Họ leo lên đến đỉnh núi. Ở trên đỉnh núi họ thấy được những vỏ sò đã hóa thạch, tức là đã chứng minh thời xưa ngọn núi này là dưới đáy biển. Cái sự thay đổi đó thì người chết rất nhiều. Đây là đại tai nạn. Nếu không phải là đà tai nạn của tự nhiên thì là do con người làm ra. Con người làm ra tức là thế giới đại chiến lần thứ ba, là thế chiến tranh hạch tử. Cho nên cũng có người nói rằng trên địa cầu này con người sẽ phải chết mất 2/3. Đây là do con người làm ra. Cũng có lẽ là do hai cái này tạo ra tai nạn. Cho nên chúng ta thật sự là vô cùng may mắn mới gặp được Phật Pháp. Phải hết lòng mà tu học, thật sự buông xả. Từ bây giờ thì bắt đầu phải buông xả, không thể chậm trễ. Chẳng có thời gian chờ đợi. Nhất tâm niệm Phật, hâm mộ Tây Phương. Cho dù cái tai nạn này nếu có đến thì chúng ta đã sanh đến Cực Lạc thế giới rồi, chúng ta không bị cái tai nạn này. Đây là quyết định có thể đạt đến. Chúng ta phải nhận thức cho rõ ràng, tức là hoàn cảnh trước mắt cùng với xưa kia khác nhau. Nếu như tính đến công nguyên năm 2000 mà nói, năm nay là năm 95, còn 6 năm nữa. Thời gian 6 năm có đủ hay không? Rất đầy đủ. Bởi vì chúng ta xem xưa kia, tại trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục và chuyện vãng sanh có ghi chép, những người niệm Phật vãng sanh hầu như hết phân nữa họ đều niệm Phật chỉ có 3 năm. Cho nên thời gian 3 năm cho chúng ta khẳng định là rất đầy đủ. 3 năm mà không thể thành tựu, cái chướng ngại đó là bởi vì bạn chẳng có thật sự buông xả. Cái buông xả này không phải là nói trên sự buông xả. Từ ngày hôm nay bắt đầu, tất cả sự việc gì cũng không làm nữa, đi tìm một cái hang núi, ở trong đó niệm A-di-đà Phật. Không phải là cái ý nghĩa này, là bảo bạn trong tâm buông xả, trên sự chẳng có chướng ngại. Bạn xem trong Kinh Hoa Nghiêm nói: lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, trên sự chẳng có chướng ngại, trong tâm có chướng ngại. Tâm phải thanh tịnh, trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, chỉ nhớ tưởng Tây Phương thế giới. Cho nên tôi nói một tỷ dụ, mọi người nhất định phải biết, tôi nói cũng là sự thật. Chúng ta đi đến cõi thế gian này chỉ có mấy chục năm, là đi đến địa cầu này để đi du lịch, để đi tham quan. Cõi thế giới này tốt cũng được, không tốt cũng được. Tại vì sao? Vì cùng với ta chẳng có liên can. Bạn phải dùng cái tâm thái này thì là chính xác. Cái địa phương này và tất cả mọi người, tất cả vật, tất cả sự cùng với ta đều chẳng có liên can. Một tơ hào
ta cũng chẳng có để ý, cũng không bao giờ để nó trong tâm, cùng với ta chẳng có liên can. Trong tâm của chúng ta nhớ quê hương, nhớ thân nhân. Thân nhân là A Di Đà Phật, quê hương là cực lạc thế giới. Thường thường nhớ nhà, thường nhớ thân nhân thì bạn nhất định được sanh. Đây là dạy cho bạn, trong tâm của bạn phải có Phật, trong tâm phải có cực lạc thế giới, trong tâm phải có tịnh độ. Có Phật, có tịnh độ thì nhất định được vãng sanh. Cho nên bạn muốn hỏi vãng sanh có được vãng sanh hay không, có chắc chắn vãng sanh hay không, bạn phải ghi nhớ mấy câu này của tôi nói, thì nghi vấn của bạn không còn nữa. Đây là thật đấy. Nhất định phải trong 3 năm hoàn thành, đem tất cả thế duyên đều buông xả. Người khác có cần thì đem cho họ hết. Tại vì sao? Vì chúng ta không cần nữa. Danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần cả thể đều không cần nữa. Ai muốn lấy thì cho họ, rất hoan hỷ mà bố thí. Chúng ta chỉ muốn gặp A Di Đà Phật, chỉ muốn đến cực lạc thế giới. Cái pháp môn này cứ mãi truyền thừa xuống. Truyền đến pháp vận của Phật kết thúc, 12.000 năm mới kết thúc. Phật tại trong kinh Vô Lượng Thọ và kinh Pháp Diệt Tận còn bảo với chúng ta rằng đến sau cùng chỉ còn riêng kinh Vô Lượng Thọ trụ lại 100 năm. Sau 100 năm kinh Vô Lượng Thọ cũng chẳng còn nữa. Lúc đó Phật Pháp hoàn toàn không còn nữa, nhưng hãy còn một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Trụ lại trên thế gian này, ngay lúc đó người nào mà nhất tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng được vãng sanh. Do đây có thể biết cái pháp môn này thật sự là bất khả tư nghị. Cho nên là phổ độ hiện tại và tương lai tất cả phàm ngu. Đây là cùng với phía trước nói hoàn toàn tương ứng. Đại sư Thiện Đạo nói cái pháp môn này là Như Lai chuyên môn độ hằng một chúng sanh. Đây tức là độ hóa phàm ngu trong lục đạo, trượt ác chúng sanh, tất đăng bỉ ngạn. Cái bỉ ngạn này theo trên sự mà nói là Tây Phương Cực Lạc thế giới, còn theo trên lý mà nói là Vô Thượng Bồ Đề Niết Bàn. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì chứng nhập Vô Thượng Bồ Đề Niết Bàn. Một pháp môn hay như vậy, hôm nay bày ra trước mặt mọi người cũng không sanh lòng vui mừng. Nếu bạn trúng số độc đắc thì rất vui mừng mấy ngày. Cái pháp môn này bày ra trước mặt mà không sanh lòng vui mừng thật là kỳ lạ. Vì sao không thể sanh lòng vui mừng? Vì không nhận thức được, không biết đây là pháp bảo, cũng không biết, không dễ mà có được. Bạn bảo có đáng tiếc hay không? Cho dù tiền tài của báo trên toàn thế giới đều là của bạn, thật tại mà nói, bạn cũng chỉ sống trong sự giàu sang, chẳng qua nhiều nhất là 100 năm mà thôi. Ngoại trừ điều này ra, bạn có được cái gì đâu? Nếu bạn ăn quá nhiều, mặc được quá tốt, ngược lại còn chết sớm. Nếu bạn có được một pháp môn này,
Bạn chịu tu, trong tương lai sẽ chứng được vô lượng thọ. Tất cả sự vật trong cõi thế gian này không thể sánh bằng với pháp môn này. Cho nên nói bạn không có sinh lòng vui mừng, tức là nói rõ bạn đối với pháp môn vô thượng thâm thâm này không biết gì cả. Chúng ta lại xem một đoạn phía dưới. Hạch tâm của đại nguyện là nguyện thứ 18, mà mười niệm được sanh là cứu cánh phương tiện. Thật do sự thành tựu cứu cánh của Di Đà là tối cực phương tiện. Chính là trong bổn kinh nói là định huệ của Như Lai sáng suốt rốt ráo. Người hiện nay bởi thấy pháp môn này dễ dàng, dễ hành mà khinh bỉ, mà coi nhẹ pháp môn này. Đoạn này nói được rất hay. Đích thật là đã đem nghi hoặc của chúng ta phá giải. Bốn mươi tám lời nguyện ở phía trước đã giới thiệu cho quý vị rồi. Bất cứ một lời nguyện nào đều viên nhiếp 47 lời nguyện khác. Nguyện nguyện đều như vậy. Cho nên là bất khả tư nghị. Mà hạch tâm bổn nguyện của Di Đà, tức là niệm Phật nhất định vãng sanh thành Phật. Đó là nguyện thứ 18. Cho nên cổ xưa Tổ sư Đại Đức có nói nguyện thứ 18 là trung tâm hoằng nguyện của A Di Đà Phật. Cũng là trong tất cả chư Phật Như Lai đều chẳng có. Một nguyện này tức là mười niệm được sanh. Bạn xem cái phương pháp này quá dễ dàng. Khi một người sắp mạng chung, một niệm mười niệm nhất định được sanh. Cái pháp môn như vậy mới thật sự gọi là cứu cánh phương tiện, viên mãn phương tiện, phương tiện đến chỗ cùng cực. Người lúc lâm chung mà xưng một niệm A Di Đà Phật thì được vãng sanh tịnh độ. Vì vậy trợ niệm cho người lúc lâm chung là vô cùng quan trọng. Trợ niệm là giúp đỡ cái gì? Là giúp đỡ cho những người niệm Phật chưa thành thục. Còn những người niệm Phật đã thành thục thì không cần người đến trợ niệm, họ tự tại vãng sanh, họ muốn đi lúc nào thì đi lúc đó, không cần mọi người trợ niệm. Còn những người niệm Phật chưa thành thục, tính tâm nguyện tâm của họ lúc bình thường khi có khi không. Cho nên trong lúc lâm chung rất dễ bị mê hoặc điên đảo. Họ còn tham luyến thân tình, và tài sản sự nghiệp trong nhà lúc lâm chung mà còn kỳ nghĩ đến những điều này thì là hỏng hết. Cho nên lúc lâm chung, những bạn đồng tu niệm Phật giúp đỡ là nhắc nhở cho họ, tức là để cho họ lúc lâm chung tuyệt đối không nên nổi dậy vọng tưởng.
Quả nhiên họ nghe được câu Phật hiệu này, họ liền đề khởi và cũng tưởng đến A Di Đà Phật. Đó thì là họ rất may mắn, họ liền được vãng sanh. Là sự việc như vậy. Phẩm vị của vãng sanh, Đại sư Thiện Đạo nói được rất hay. Phẩm vị cao thấp là ở tại gặp duyên không đồng. Ngài nói được rất là có hợp lý. Đại sư Ngô Ích tại trong yếu giải nói rằng phẩm vị cao thấp là công phu niệm Phật sâu cạn. Cách nói này cũng nói được rất hay. Hai cách nói này cũng không có mâu thuẫn. Chúng ta tỉ mỉ mà suy nghĩ, cách nói của họ hai người có thể hợp lại với nhau thì gặp được cái duyên này rất thù thắng. Gặp được kinh điển là chính xác. Chú giải của Tổ sư Đại Đức cũng chẳng có sai lầm. Gặp được thiện hữu, đồng tham thiện hữu đều là chánh tri chánh kiến. Bình thường cùng nhau huân tu, trải qua ngày tháng suốt năm, cái duyên này rất thù thắng. Tính tâm nguyện tâm của mình khẳng định được vãng sanh, phẩm vị rất cao. Nếu gặp duyên không tốt, có gặp được pháp môn này, gặp được chú giải của Tổ sư Đại Đức nhưng xem không hiểu, cũng chẳng có người giảng giải cho họ nghe, hoặc là có người giảng giải nhưng giảng không được khế cơ, giảng không được như pháp. Cho nên cái tính tâm nguyện tâm này của họ khi có khi không, lại bị danh văn lợi dưỡng và ngũ dục lục trần bên ngoài lực lượng dụ dỗ rất mạnh, không thể buông xả được. Đây tức là gặp duyên không tốt. Nếu lúc lâm chung mà được thiện hữu trợ niệm, đến sau cùng tâm được chánh niệm, nghĩ đến A-di-đà Phật thì được vãng sanh. Vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới dĩ nhiên là phẩm vị không cao. Đây là đạo lý nhất định. Cho nên Đại sư Thiện Đạo và Đại sư Ngẫu Ích, cách nói của họ tuy khác nhau nhưng ý nghĩa thì là tương đồng. Cho nên nguyện thứ 18 này thật thật tại tại là bất khả tư nghị. Tức là một nguyện này thì có thể phổ độ chính pháp giới chúng sanh bình đẳng thành Phật. Cho nên gọi là cứu cánh phương tiện. Nguyện thứ 18 của Di Đà. Vì sao Di Đà Phật có một nguyện này? Một câu phía dưới là nói ra cho chúng ta biết A Di Đà Phật có một nguyện này thật sự là do sự thành tựu cứu cánh của A Di Đà Phật đạt đến chỗ tối cực phương tiện. Đây là tự ngài một đời tu hành chứng quả đạt đến chỗ cứu cánh viên mãn. Điều này cùng với niệm Phật có mối quan hệ gì? Có mối quan hệ rất lớn. Chánh lý của pháp giới,
Phật thường nói thập pháp giới. Thập pháp giới là quy nạp mà nói. Triển khai ra là vô lượng vô biên pháp giới. Sao lại có nhiều pháp giới như vậy? Thực tại mà nói, pháp giới vốn là chỉ có một, gọi là nhất chân pháp giới. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, thập pháp giới, trăm pháp giới, ngàn pháp giới, vô lượng vô biên pháp giới đều là từ trong nhất chân pháp giới biến hiện ra, cũng chẳng có rời khỏi nhất chân pháp giới. Nguyên lý của diễn biến nó là biến như thế nào? Phật tại trong Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta rằng cái cảnh giới này là duy tâm sở hiện. Tâm tức là tâm tánh, là chân tâm bản tánh. Tánh thể tuy là không tịch, tánh thể tuy là không tịch, tác dụng của nó có thể hiện tướng. Hiện tướng là tác dụng của nó. Có thể thì có dụng, nó nhất định hiện tướng. Hiện ra cái tướng này là chân tướng, tuyệt đối không phải vọng tướng. Cho nên cái tướng đó của Tây Phương Cực Lạc thế giới, tức là cái tướng do chân như bản tánh biến hiện ra, là chân thật, gọi là nhất chân pháp giới. Đó là chân thật. Còn thập pháp giới, trăm pháp giới, ngàn pháp giới, vô lượng pháp giới, đó đều là giả, đều là tướng hư vọng. Trong Kinh Kim Cang nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, đó là tướng hư vọng. Tướng hư vọng từ chỗ nào đến? Là từ duy thức sở biến. Thức là cái gì? Thức là phân biệt. Cho nên vô lượng pháp giới là từ trong phân biệt biến hiện ra. Đây tức là Phật nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cái tâm tưởng đó là cái gì? Nếu chia ra mà nói, tâm là năng hiện tướng, tưởng là năng biến hóa. Cái tâm tưởng đó tức là trong Kinh Hoa Nghiêm nói duy tâm duy thức. Thức tưởng tức là thức. Cho nên tất cả pháp là tâm tưởng sanh. Chỗ Như Lai chứng được cứu cánh, đem cái sự việc này nắm được rất rõ ràng, rất minh bạch, dạy cho chúng ta tâm phải tưởng Phật thì bạn trực tiếp làm Phật rồi. Cần gì đi tưởng A-la-hán thành A-la-hán rồi lại tưởng Bồ-Tát, làm Bồ-Tát rồi lại tưởng Phật, như vậy thật là phiền phức. Đã đi một đoạn đường uổng công, tại sao không trực tiếp tưởng Phật? Tức là cái đạo lý này, cũng tức là trong bổn kinh nói định huệ của Như Lai sáng suốt rốt ráo, là sự việc như vậy. Dạy cho bạn trực tiếp đi thẳng làm Phật, không cần đi vòng quanh uốn khúc. Bồ Tát có 51 ngôi vị thứ. Chứng được sơ tính lại tưởng nhị tính, chứng được nhị tính lại tưởng tam tính, cứ tưởng đến 52 ngôi vị thứ mới thành tựu. Còn cái pháp này dạy cho bạn tưởng Phật thì lập tức thành Phật liền. Bạn xem rất là đơn giản, đạo lý thì ở tại chỗ này. Cho nên mọi người thông thường cứ lẫn quẩn ở trong Kinh Đại Thừa, họ không hiểu chân tướng sự thật này, còn nghĩ rằng pháp đó là đúng.
Pháp đó cố nhiên là không sai. Pháp đó là đối với người độn căn mà nói, người hạ căn mà nói. Còn cái pháp môn này là đối với người thượng căn mà nói. Người thượng căn thông minh, đi không đi vòng vèo, không đi vòng quanh uốn khúc, ta đi thẳng một suốt thì là thành Phật. Thật là dễ dàng, không cần tốn nhiều thời gian. Cho nên sự thành tựu cứu cánh của Di Đà là tối cực phương tiện, tức là niệm Phật thành Phật. Đại Thế Chí Bồ Tát bảo với chúng ta rằng nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền hoặc tương lai nhất định thấy Phật. Đây tức là chỗ tối cực phương tiện, cũng là trong bổn kinh nói định huệ của Như Lai sáng suốt rốt ráo. Trong kinh thật sự nói với chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch, nhưng chúng sanh mê hoặc điên đảo, nghiệp chướng sâu nặng, pháp môn này bày ra trước mặt cũng nhìn không ra. Tổ sư Đại Đức tại trong chú thích cũng chú giải được rất tường tận, rất rõ ràng. Khi lật quyển chú thích ra thì con mắt này cũng còn có chướng ngại. Vẫn y nguyên xem không hiểu. Đây thật là đáng tiếc. Cho nên là người hiện nay bởi thấy pháp môn này dễ hành, cái pháp môn này ở trong sở hữu tất cả pháp môn là dễ dàng nhất. Chính bởi vì dễ dàng thì bị người coi nhẹ, thì bị người khinh bỉ. Những người học Phật thông thường tự cho mình là phi thường, nghĩ rằng niệm Phật cầu sanh tịnh độ là của các bà lão, người không có trí thức tu học, tự mình tự cho mình là phần tử trí thức, trình độ trí huệ cao. Họ phải tu học những pháp môn vòng quanh uốn khúc, họ phải tu học những pháp môn ba đại A Tăng kỳ kiếp mới thành tựu. Không ngờ pháp môn của các bà lão trong đời này thì được thành tựu, họ không nghĩ đến. Đây thật sự gọi là không có phước báo. Cho nên coi nhẹ pháp môn này, khinh bỉ pháp môn này, cái tội lỗi này thì vô lượng vô biên. Chẳng những làm chướng ngại cho mình, họ còn làm ảnh hưởng cho người khác. Bởi vì người khác nhìn thấy họ rất thông minh, rất có trí huệ, họ cũng coi nhẹ pháp môn niệm Phật này. Họ học pháp môn đó, có lẽ pháp môn đó không sai, pháp môn niệm Phật không tốt, họ làm ảnh hưởng cho người khác thì cái tội lỗi này rất nặng. Cho nên họ phải mất vô lượng kiếp, chịu hết cực khổ mới có thể thành tựu. Đạo lý cũng tại chỗ này. Đoạn lớn sau cùng này hãy còn một đoạn nhỏ, xin quý vị lật xem. Sở Sào nói, tức là Đại sư Liên Trì nói, chuyên trì Phật hiệu được sanh cõi tịnh độ, tức hoặc cao hoặc thấp, hoặc thánh hoặc phàm, cho đến hoặc tin hoặc nghi, hoặc tán hoặc hủy, biết có A Di Đà Phật thì thành thiện căn, nhiều đời nhiều kiếp đều được giải thoát. Đây là nói rõ công đức của cái pháp môn này bất khả tư nghị, sự lợi ích cũng bất khả tư nghị. Là đã thuyết minh Phật tại trong kinh nói với chúng ta rằng ban cho chúng sanh lợi ích chân thật. Chuyên trì Phật hiệu
hoàn toàn là pháp môn sở hành của Đại Thế Chí Bồ Tát. Chúng ta thấy trong tất cả Bồ Tát, chỉ có thấy được Đại Thế Chí Bồ Tát chuyên trì Phật hiệu, không mượn phương pháp khác mà tự đắc tâm khai. Tức là một câu Phật hiệu này niệm đến cùng, từ sơ phát tâm mãi cho đến thành Phật, sau khi thành Phật cũng là dùng một câu Phật hiệu này để giá hóa chúng sanh, được sanh cõi tịnh độ. Hoặc là cao hoặc là thấp, đây là nói căn tánh. Căn tánh cao là thượng căn, căn tánh thấp là hạ căn. Hoặc thánh hoặc phàm, Bồ Tát và A-la-hán là bậc thánh nhân. Niệm Phật vãng sanh tịnh độ, như chúng ta là hạng phàm phu, cho đến súc sanh ngạ quỷ địa ngục đều là phàm phu, lục đạo phàm phu. Lục đạo phàm phu chuyên trì danh hiệu đều nhất định được vãng sanh. Đây là nói một đời nhất định được và thành tựu. Hãy còn có những người nghe được một câu A Di Đà Phật này, không tin tưởng, không chịu phát nguyện, không chịu cầu sanh, còn tham luyến phước báo của thế gian, những người đó cũng được độ thoát. Đây tức là câu kế tiếp có nói, cho đến hoặc tin là tin tưởng, họ đối với tịnh độ họ tin tưởng, nhưng họ không muốn vãng sanh. Những hạng người như thế chúng tôi cũng thường thường gặp được. Họ còn khuyên chúng tôi rằng vãng sanh đến Tây Phương tịnh độ cũng được, nhưng quá xa, phải trải qua 10 vạn ức cõi Phật độ. Còn tịnh độ của Di Lạc Bồ Tát ở đâu xuất thiên rất gần, tại sao Ngài bỏ gần cầu xa? Họ tin tưởng nhưng họ không muốn đi. Đây gọi là hoặc tin. Còn hoặc nghi, nghi là hoàn toàn không tin tưởng. Họ hoài nghi, nghĩ rằng Thích Ca Mâu Ni Phật nói cõi Tây Phương tịnh độ, có lẽ là cái lý tưởng tượng, là dự ngôn, không phải là chân thật. Đây là có lòng hoài nghi rất lớn. Hoặc là tán thán tịnh độ, tuy tán thán họ cũng không muốn vãng sanh. Có rất nhiều vị pháp sư giảng kinh, quý vị nghe họ giảng kinh Di Đà, họ khuyên quý vị niệm Phật cầu vãng sanh. Bạn hỏi họ tu pháp môn gì, họ nói tham thiền, họ nói trì giúp, họ tu pháp môn khác, họ không cầu sanh tịnh độ, họ không cầu sanh tịnh độ mà họ khuyên quý vị cầu sanh tịnh độ là đạo lý gì? Bởi vì họ là thượng căn lợi trí, quý vị không có trí thức, chẳng có biện pháp nào thì dạy cho quý vị niệm Phật. Còn họ thì là tu định, có thể khai ngộ minh tâm kiến tánh, họ thì tham thiền, quý vị thì niệm Phật. Họ đối với tịnh độ chẳng có nhận thức triệt để. Tuy họ tán thán tịnh độ nhưng họ không tu tịnh độ. Còn sự hủy báng thì không cần nói. Bất luận là họ tán thán hoặc là hủy báng, hoặc là họ tin hoặc là họ nghi, thì cái danh hiệu này vừa vào trong nhĩ căn thì vĩnh viễn là đạo chủng. Cho nên mọi người chúng ta độ chúng sanh phải dùng tâm đại từ bi. Cho nên có vị đồng tu hỏi, chúng ta là tại gia học Phật, sau chuỗi niệm Phật có thể đeo ở trên tay được hay không? Dĩ nhiên là được. Tại vì sao? Vì sau chuỗi niệm Phật này đeo trên tay thì độ được rất nhiều người. Bởi vì khi người ta nhìn vừa nhìn thấy thì niệm A Di Đà Phật, họ tự nhiên thì niệm một tiếng A Di Đà Phật thì họ được độ. Nếu trong đời này mà không được thành tựu, nhiều đời nhiều kiếp về sau vẫn là một coi như là Phật này, chủng tử đã thành thục thì mới được độ. Bây giờ không thể độ họ, nhưng đem cái chủng tử này giúp cho họ trồng xuống.
giúp cho tất cả chúng sanh trồng xuống cái chủng tử kim cang này, từ phương diện này mà quan sát. Hiện nay trên thế giới này, Đài Loan chúng ta là đệ nhất thù thắng. Bạn xem ở Đài Loan, trên đường phố, những cột dây điện, trên vách tường đều có dán bốn chữ A Di Đà Phật. Trong đời này mà không được vãng sanh, tức là chưa chịu buông xả thế duyên, chưa chịu buông xả danh văn lợi dưỡng và ngũ dục lục trần, thì trong đời này bạn không được vãng sanh. Nhưng nhiều đời nhiều kiếp sau, chủng tử của một câu A Di Đà Phật này nhất định sẽ khởi hiện hành. Cho nên chúng ta thấy được ở Đài Loan, cái địa phương này cách gieo chủng tử vô cùng vô cùng dày đặc. Bất cứ quốc gia nào cũng không sánh bằng Đài Loan. Nhưng nói đến thu hoạch, bây giờ sự thu hoạch chưa tới, bây giờ chưa có thu hoạch. Biết có A Di Đà Phật thì thành thiện căn, nhiều đời nhiều kiếp đều được giải thoát. Không biết đến đời nào kiếp nào cái duyên của họ mới thành thục, lại gặp được cái pháp môn này. Gặp được pháp môn này có được vãng sanh hay không thì xem họ có thể buông xả được triệt để hay không. Thật tại mà nói, chúng ta trong đời quá khứ, cái duyên đó là kiếp lâu xa đã trồng xuống, tuyệt đối không phải trong đời này trồng thiện căn mới nghe được một câu Phật hiệu này. Không phải, nếu nói trong đời này mà nghe được câu Phật hiệu này thì bạn có thể sanh lòng hoan hỷ, thì muốn vãng sanh Cực Lạc thế giới, đó là chuyện không thể có. Chính như trong kinh Vô Lượng Thọ có nói, trong đời quá khứ đã từng cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Như Lai, cho nên bạn mới biết được thiện căn phước đức nhân duyên của chính chúng ta rất là thâm hậu. Trong kinh Di Đà nói, không thể ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh cõi tịnh độ. Chúng ta đích thật là vô cùng thâm hậu, tự mình phải biết được, phải trân quý. Có được vãng sanh hay không thì ở tại trong đời này chúng ta có chịu buông xả hay không. Chịu buông xả thì nhất định được vãng sanh. Nếu không chịu buông xả thì đời sau lại đến, đời sau lại đến không biết lại phải trải qua bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp nữa, họ không biết được. Rất là khó nói. Nói tóm lại, bạn sẽ được vãng sanh, nhưng bạn phải biết được nếu đời này không được vãng sanh, lại phải ở trong lục đạo luân hồi không biết là bao nhiêu lần, không biết phải chịu bao nhiêu sanh tử, không biết phải chịu bao nhiêu khổ sở, thật là oan uổng. Ngày tháng ở trong lục đạo không dễ sống, cho nên phải thật sự giác ngộ, tức là phải thật sự buông xả. Buổi chiều hôm nay có vị đồng tu đến thăm tôi. Ông ta nói rằng tôi niệm Phật cảm thấy thân tình khó buông xả, con cái thân tình khó buông xả, lúc nào cũng nhớ trong tâm, không có biện pháp nào so sánh với Phật. Con cái quá thân thiết, Phật không có. Còn có lời gì để nói? Ông ta nghe băng giảng thuyết pháp của tôi, ông nói nhất định phải buông xả, nhất định phải sửa đổi. Hôm nay ông đến hỏi tôi phải sửa đổi như thế nào, thật là khó sửa đổi. Cho nên tôi mới phân tích cho ông ta nghe. Tôi nói, ông thương con cái của ông, quan tâm con cái của ông có thể quan tâm được bao lâu? Quan tâm được một đời, đời sau ông có thể quan tâm được hay không? Đời sau thì hết rồi, đường ai nấy đi. Đời sau có gặp được cũng không nhận biết, đây gọi là ngu si. Tôi nói, ông có thật sự quan tâm hay không? Ông không có quan tâm. Ông có thương thân nhân của ông hay không?
Ông không có thương họ bởi vì ông chăm sóc họ, quan tâm họ chỉ là một thời gian ngắn. Nếu ông có thể chăm sóc họ đời đời kiếp kiếp, quan tâm họ đời đời kiếp kiếp, tôi nói ông làm được như vậy mới gọi là thật sự thương yêu bảo hộ họ. Nếu không thì cái thương yêu bảo hộ của ông đó đều là giả, không phải thật. Ông ta hỏi, vậy phải làm thế nào mới là thật? Là vãng sanh cực lạc thế giới, sanh đến cực lạc thế giới. Bạn hãy xem, bạn có thiên nhãn thông, có thiên nhĩ thông, có tha tâm thông, có thần túc thông. Thân nhân quyến thuộc của bạn, bất luận ở một đạo nào, bạn cũng có thể thấy được rất rõ ràng. Họ nói cái gì bạn cũng nghe được rất rõ ràng. Tâm của họ nghĩ cái gì bạn cũng biết được rõ ràng. Lúc họ có khổ nạn, bạn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới làm Phật, làm Bồ Tát, bạn có khả năng vĩnh viễn chiếu cố họ. Đây là sự thật, thật sự quan tâm, thật sự thương yêu bảo hộ họ. Cho nên thật sự quan tâm, thật sự thương yêu bảo hộ họ, thật sự hiếu thuận là phải đi đến cực lạc thế giới. Nếu không đi đến cực lạc thế giới, hiếu thuận cha mẹ chỉ có một đời, đời sau cha mẹ đến lục đạo luân hồi. Đi đến một đạo nào, bạn có biện pháp cứu họ hay không? Bạn cũng không có cách nào cứu họ. Cho nên tuy bạn có tâm muốn cứu họ, nhưng bạn không có trí huệ, không có khả năng, không có thể giúp họ. Cho nên bạn phải thật sự hiểu được những chân tướng sự thật này, thì bạn quyết định phải vãng sanh. Chỉ có vãng sanh thì vấn đề của chúng ta mới thật sự giải quyết được triệt để. Cho nên hiện tại bạn phải nhẫn nại. Bây giờ tạm thời phải buông xả lòng tham ái, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì bạn có thể nhắc đến. Nhưng trước tiên phải buông xả, rồi sau đó mới nhắc đến, thì bạn mới có thể thật sự chiếu cố tất cả chúng sanh. Còn như thời nay, người nào đương cơ là bất luận nam nữ già trẻ, giàu sang và nghèo hèn, thượng trí và ngu hạ, tu lâu và mới tu, túc căn và lợi độn, thiện ác khác biệt, những điều này cũng không quan trọng. Trẻ tuổi và lớn tuổi, nam nữ già trẻ cũng không quan hệ. Chỉ cần đối với pháp môn này có thể sanh thật tính, thật là chân thật, là thật sự tin tưởng Tây Phương thế giới đích thật là có A Di Đà Phật, một tí cũng không giả. Tây Phương Cực Lạc thế giới là một thế giới chân thật, tuyệt đối không phải là ảo tưởng. So với thế giới này của chúng ta còn chân thật hơn nhiều. Thế giới này của chúng ta có thay đổi, có biển giao biến đổi. Tây Phương Cực Lạc thế giới vĩnh viễn chẳng có thay đổi. Cho nên có cực lạc là an định. Tâm của những người Tây Phương thế giới vĩnh viễn là thanh tịnh, vĩnh viễn là bình đẳng, vĩnh viễn là từ bi. Hoàn cảnh nhân sự rất tốt, mọi người cùng chung với nhau hòa thuận, không có ganh ghét tị hiềm với nhau. Thật sự tin tưởng đó là chuyện thật sự. Nhân tính phát nguyện, từ thật sự tin tưởng, chẳng có một tơ hào hoài nghi, từ chỗ này xây dựng phát tâm đại nguyện, nhất định phải cầu sanh cực lạc thế giới, quyết định phải gặp A Di Đà Phật. Tất cả sự vật trên thế gian này phải buông xả, phải thật sự buông xả. Buông xả được một cách rốt ráo, cho nên cái thân thể này của chúng ta hiện tại còn ở thế gian này, vẫn chưa đi đến cực lạc thế giới. Chúng ta cùng sống chung với nhau, với mọi người, tất cả đều là tùy duyên, tuyệt đối không phan duyên. Tại vì sao? Vì cái tâm tùy duyên là thanh tịnh, cái tâm tùy duyên là chân thật,
Cái tâm phàm duyên đó là giả giới. Cái tâm phàm duyên là vọng tâm, nhất định là có chướng ngại. Cũng có quan niệm của một số người nói rằng cách làm cách nghĩ này của chúng ta quá tiêu cực. Người ta thì đang tích cực gánh vác sự việc phúc lợi từ thiện của xã hội, còn cách làm của chúng ta quá tiêu cực rồi. Cách nói này thoạt nghe qua hình như cũng có đạo lý, nếu bạn tỉ mỉ mà phân tích cũng chưa chắc là có đạo lý. Họ đang tích cực phan duyên, làm những việc từ thiện đó, tức là tại trong Phật môn làm công đức. Tôi còn có người nghe người ta nói, có một số người khuyên người đem tiền ra phát tâm làm công đức, uy hiếp họ, dụ dỗ họ, dọa nạt họ, nếu ông không chịu phát tâm, không phát tâm thì tương lai ông sẽ gặp quả báo gì đó. Sau đó họ bị người ta dọa thì gấp rút đem tiền ra phát tâm. Đây tức là phải gặp báo ứng. Đây là sai rồi. Đây là sai lầm. Đây là lừa gạt chúng sanh, ép bức chúng sanh, không phải là việc tốt. Tâm của mình không thanh tịnh, tâm của mọi người cũng không thanh tịnh. Cho nên cách làm việc tốt này, đó là ở trong lục đạo luân hồi là phước báo hữu lậu. Rất ngu si, rất đáng thương. Chúng ta là ở trong tâm thanh tịnh, là ở trong tâm bình đẳng, là thật sự ở trong tâm từ bi, dụng công phu nâng cao cảnh giới của mình. Chúng ta cũng có một ít tiền tài, chúng ta không đem đi xây cất đạo tràng, không đem đi xây cất chùa chiền trang nghiêm, những hình dáng bên ngoài. Chúng ta in kinh bố thí, đây là pháp bố thí. Cái công đức lợi ích này là chân thật. Tại vì sao? Vì số chúng sanh khi đọc kinh họ sẽ khai ngộ, cho dù không khai ngộ thì như Đại sư Liên Trì khi nãy có nói, chủng tử của Phật pháp lọt vào trong A Lại Gia Thức nhiều đời nhiều kiếp thì được giải thoát. Đây là đang trồng cái nhân. Chúng ta in kinh sách, chúng ta in tượng Phật, đi cúng dường cho rất nhiều chúng sanh. Xây cất một ngôi đạo tràng lớn, trong ngôi đạo tràng này nếu không có giảng kinh, không giới thiệu cho mọi người cùng nhau tu hành, ngôi đạo tràng này gọi là tạo tội nghiệp. Nếu quý vị tỉ mỉ mà xem trong giới kinh, trong giới luật nói giới trộm cắp là dùng những thủ đoạn lừa gạt tiền của tín đồ, xây cất đạo tràng, xây cất xong đạo tràng cung cấp cho mình để cho cuộc sống của mình sống trong hoàn cảnh đầy đủ chu đáo. Đạo tràng không có hoằng pháp, cũng không đem sự lợi ích cho chúng sanh. Đây gọi là trộm cắp, là trộm tiền tài của những tín đồ. Cách trộm này không nhất định là không có người nhìn thấy, tức là lén lút đi trộm cắp, mà họ dùng những phương pháp khéo léo, cho khéo léo khiến cho tín đồ tự động đem tiền đến, cúi đầu đảnh lễ đem đến. Đây là phạm giới trộm cắp. Lừa bịp, lừa gạt là trộm cắp, là hành vi lừa dối. Cho nên phạm vi của giới trộm cắp vô cùng rộng lớn. Cổ đức đánh thức cho chúng ta,
Ngày nay không liễu đạo, mang lông đội sừng trả, trả không hết. Lúc trả thì là rất đáng sợ. Những sự thật này chúng ta nhất định cũng phải biết. Cho nên từ trong lòng tin chân thật xây dựng nguyện tâm, chúng ta chỉ cần cầu sanh tịnh độ. Ở trên thế gian này tất cả tùy duyên. Chỗ ở của chúng ta có thể tránh được mưa gió, chúng ta ăn được no, mặc được ấm thì đủ rồi, không cần những thứ khác. Bạn nói phải xây dựng đạo tràng lớn, bạn nghĩ xem, năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Thế Tôn và số người tăng đoàn không ít, tổng cộng 1255 vị. Họ nghỉ ở tại đâu? Dưới gốc cây ngủ một giấc. Một ngày, mỗi ngày ông Bình Bá đi khất thực, đến giữa ngày ăn một bữa, nghỉ dưới gốc cây. Sống cuộc sống như vậy, đó là Phật Bồ Tát A-La-Hán Đại Thánh Nhân. Ngày nay chúng ta là hạng phàm phu nghiệp chướng, được ở trong cái hoàn cảnh này thật là đã tốt hơn họ quá nhiều. Chúng ta thật tại là đã quá lắm rồi, còn phải xây cất đạo tràng cho nguy nga rộng lẫy. Phước báo của bạn có được lớn như vậy hay không? Nếu như không có, sau khi chết rồi có lẽ là sẽ đọa địa ngục A Tỳ, núi dao rừng kiếm, lò lửa vạc dầu đang đợi bạn. Bạn không thể không biết. Cho nên đối với cuộc sống của mình phải tri túc thường lạc, đó mới là vui sướng. Phật thị hiện cho chúng ta xem như vậy, Tổ sư Đại Đức cũng thị hiện cho chúng ta xem như vậy. Năm xưa tôi học Phật thì thầy Lý dặn dò tôi phải học theo Pháp sư Ấn Quang. Pháp sư Ấn Quang là cái gương của chúng ta. Ngài là người xuất gia, bạn xem, ngài một đời mặc những bộ y phục cũ rách, y phục chưa hư vẫn còn có thể mặc được, mặc rách rồi lại giá lên vẫn có thể mặc được. Tín đồ của Tổ Ấn Quang rất nhiều, cũng cúng dường rất nhiều. Có tín đồ nhìn thấy y phục của ngài đã cũ rách, mau mau đi mai mấy bộ y phục mới để cúng dường cho ngài. Ngài tiếp nhận rồi, tín đồ ra về, ngài đã đem những bộ y phục đó cúng dường cho những người khác không có y phục. Ngài lập tức đem bố thí hết. Ngài vẫn còn mặc bộ y phục cũ rách đó, ngài không có thay đổi y phục mới, đem y phục cũ cúng dường cho người khác, không có. Tự mình mặc bộ y phục rách, cũ rách, đem y phục mới cúng dường cho người khác. Có lẽ là cúng dường cho những vị mới xuất gia, và còn có những số ở trong chùa nhỏ cuộc sống rất thanh bần, không có người cúng dường cho họ, thì lão pháp sư đem cúng dường cho họ. Cho nên tôi thường hay nghĩ lão pháp sư mặc y phục cũ là có đạo lý. Tại sao? Tại vì sao? Vì thường thường có người đem y phục mới cúng dường cho ngài, thì ngài thường hay đi bố thí cho người khác, rất là có đạo lý. Đây là lòng từ bi của ngài, ngài chẳng có lòng tham. Tiền tín đồ cúng dường tiền cho ngài đều đem in kinh hết, lập ra Hoằng Hóa Xã. Hoằng Hóa Xã tức là nơi lưu hành kinh Phật. Suốt đời của ngài, tất cả tiền cúng dường toàn bộ là in kinh, không có làm sự việc khác. Chẳng có nói căn nhà của mình ở hư rồi phải tu bổ lại, hoặc là dỡ bỏ căn nhà cũ cất lại căn nhà mới, không có. Đại sư Ấn Quang không có làm việc như vậy. Chúng tôi đến núi Linh Nham ở Tô Châu có xem chỗ ở của ngài, thì bạn mới biết được đây là gương tốt của chúng ta. Chúng ta phải noi theo học tập. Cho nên có cơ duyên đẩy mạnh mở rộng Phật Pháp, chúng ta phải đem cái pháp môn này tận tâm tận lực giới thiệu cho tất cả chúng sanh, để cho tất cả chúng sanh đều được sự lợi ích chân thật. Đây gọi là báo ơn Phật.
Chúng ta phải phát cái nguyện này. Từ nguyện khởi hành phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm. Tự chúng ta chỉ có một mục tiêu, một phương hướng, chuyên niệm A Di Đà Phật, chuyên đọc kinh Vô Lượng Thọ. Tự chúng ta phải dẫn đầu. Giáo hóa tất cả chúng sanh, ảnh hưởng tất cả chúng sanh. Những người như vậy thật sự là đương cơ, có thể làm được như vậy. Đây tức là người đương cơ của Tịnh Tông. Cũng tức là nói, những người trong đời này nhất định được vãng sanh, đây là đương cơ. Trong đời này mà không được vãng sanh thì không kể là đương cơ. Cho nên tất cả tâm niệm của chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ cho việc vãng sanh. Vậy thì đúng rồi. Tuyệt đối không nên vì mình. Nếu vì mình đều là chuẩn bị tiếp tục tạo lục đạo luân hồi. Cái quan niệm này là rất sai lầm. Cách làm này cũng rất sai lầm. Tất cả đều vì vãng sanh tịnh độ. Chúng ta hoằng dương tịnh độ, khuyên nhủ tất cả chúng sanh niệm Phật. Đây tức là trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Cũng tức là tư lương tịnh độ của chúng ta. Thôi, hôm nay chúng tôi xin giảng đến đây. 好，我们今天就讲到此。